Xin cảm ơn cha xứ cùng với quý cha, quý thầy, quý sơ, hội đồng mục vụ giáo xứ, anh chị em giáo lý viên và huynh trưởng, dự trưởng đã cộng tác với cha xứ để chuẩn bị các em trong việc dạy giáo lý, giúp các em hiểu ý nghĩa của bí tích thêm sức. Và hôm nay các em đã chuẩn bị sẵn sàng để lĩnh nhận bí tích thêm sức. Chúng ta cảm ơn cha xứ cùng với quý cha, quý thầy, quý sơ và mọi người bằng một tràng pháo tay thật nồng nhiệt. Mời cộng đoàn ngồi. Thần khí Chúa ngự trên tôi, Chúa đã sức dầu cho tôi. Kính thưa cộng đoàn, mỗi người trong chúng ta, dù già hay trẻ, dù ở địa vị xã hội nào, hay là điều kiện kinh tế hoặc trình độ kiến thức nào, những ai đã được chịu phép rửa tội đều có thể nói điều ấy và áp dụng cho chính bản thân mình. Thần khí Chúa ngự trên tôi và Chúa sức dầu cho tôi. Đây là điều Chúa Giêsu đã đọc trong hội đường nhân một chuyến về thăm quê hương ở Nazareth. Chúa đã mở sách Isaiah và Chúa đọc đoạn sách mà ngôn sứ Isaiah đã tuyên bố nhân danh Chúa trước đó. 700 năm, thần khí Chúa ngự trên tôi, Chúa sức dầu cho tôi. Kính thưa cộng đoàn, mỗi người chúng ta đều đã được sức dầu. Nhờ được sức dầu mà chúng ta được gọi là Kitô hữu. Ngôi hài Thiên Chúa nhập thể làm người được gọi là Giêsu Kitô. Chữ Kitô có nghĩa là được sức dầu. Đức Giêsu được sức dầu, Đấng đã được sức dầu bởi Chúa Thánh Thần. Chúng ta được gọi là Kitô hữu bởi vì chúng ta cũng được sức dầu như Chúa Giêsu. Trong truyền thống Cựu Ước có ba nhân vật này được sức dầu: một là vua, hai là ngôn sứ và ba là tư tế. Khi đặt làm nhiệm vụ trong ba chức năng này thì được sức dầu. Đức Giêsu được Chúa Thánh Thần sức dầu, cho nên người vừa là vua, vừa là tư tế, vừa là ngôn sứ một cách đặc biệt và trọn hảo với ý nghĩa đầy đủ của ba danh xưng này. Nếu trong Cựu Ước ba vị ấy khác nhau, vua, tư tế và ngôn sứ, thì nơi Đức Giêsu cả ba chức năng ấy được tụ hội nơi con người của Đức Giêsu. Vì thế mà Đức Giêsu được gọi là Kitô, có nghĩa là được sức dầu. Đồng thời Chúa Giêsu vừa là vua, vừa là ngôn sứ, vừa là tư tế. Kính thưa công các bà và anh chị em, chúng ta là người tín hữu, là con người đơn sơ, thấp hèn. Nhờ bí tích rửa tội và nhờ được sức dầu trong bí tích rửa tội mà chúng ta cũng có ba chức năng ấy như Đức Giêsu. Bởi vì bí tích rửa tội làm cho chúng ta nên đồng hình, đồng dạng với Đức Giêsu. Mà khi chúng ta đã nên đồng hình, đồng dạng với Đức Giêsu thì chúng ta cũng có ba chức năng của người: một là ngôn sứ, hai là tư tế, ba là vương đệ. Chức năng ngôn sứ để rao giảng lời Chúa, chức năng tư tế để thánh hóa bản thân và góp phần thánh hóa môi trường cuộc sống, chức năng vương đế để cộng tác phần mình để tham gia vào việc xây dựng giáo hội địa phương, điều hành cộng đoàn tín hữu địa phương với chức năng của mình. Có thể đó là chức năng đi đôi với một giám mục, có thể là chức năng đi với một linh mục qua bí tích chuyển chức, và có thể đó là chức năng ở phận vụ của một người tín hữu giáo dân. Như thế, giám mục cũng có ba chức năng này, linh mục cũng có ba chức năng này, và giáo dân cũng có ba chức năng này ở cấp độ khác nhau. Mỗi người chúng ta đều được sức dầu, cho nên chúng ta được gọi là Kitô hữu. Thưa quý ông bà và anh chị em,
chúng ta đừng bao giờ quên danh dự cao quý ấy. Có nhiều khi những người Kitô hữu quên mất danh dự của mình và suy nghĩ về ơn gọi là người Kitô hữu, thì họ hiểu nhiệm vụ của người Kitô hữu một cách thụ động, có nghĩa là các đấng, các bậc bảo làm sao thì làm vậy, ù lì và khép kín, không mở ra để tham gia đóng góp phần mình vào việc xây dựng giáo hội của Chúa Kitô. Đó là ý nghĩa của lời Đức Giêsu đã đọc trong ngôn sứ Isaiah tại hội đường Nazareth: Thần khí Chúa ngự trên tôi, Chúa sức dầu cho tôi. Hôm nay trong nghi thức bí tích thêm sức này, 95 em của chúng ta cũng được thần khí Chúa ngự trên các em và Chúa sức dầu cho các em. Tôi với tư cách là người lãnh đạo, là chủ chăn của tổng giáo phận, sức dầu trên trán các em, nhưng mà chính Chúa sức dầu cho các em, tôi chỉ là phương tiện của Chúa thôi. Còn chính Chúa sức dầu cho các em, dầu ấy, dầu sức trên trán các em là dầu ô liu được làm phép trọng thể trong ngày thứ năm tuần thánh, nhưng mà dầu ấy cũng chỉ là dấu tích bề ngoài. Còn ấn tích bên trong thiêng liêng chính là dấu ấn của Chúa Thánh Thần và bảy ơn Chúa Thánh Thần ban cho các em khi các em được sức dầu và nghi thức đặt tay. Bảy ơn ấy là những ơn nào? Một là ơn khôn ngoan, hai là ơn trí sáng, ba là ơn trí hiểu, bốn là ơn lo liệu, năm là ơn mạnh sức, sáu là ơn đạo đức, và bảy là ơn kính sợ Đức Chúa Trời. Thưa quý ông bà và anh chị em, chúng ta là người giáo dân, qua nghi thức đặt tay và sức dầu trong bí tích thêm sức, mỗi người chúng ta nhận được bảy ơn của Chúa Thánh Thần mà tôi vừa liệt kể. Chúng ta thấy bảy ơn này cần thiết cho mọi, cho con người trong đời sống xã hội, đời sống gia đình, cần thiết ở học đường, cần thiết ở công sở, cần thiết ở xí nghiệp, cần thiết ở phố chợ, cần thiết trên cánh đồng, cần thiết trong mọi nẻo đường cuộc sống và cần thiết trong đời sống đức tin. Ai cũng cần phải có ơn Chúa Thánh Thần để có trí sáng, trí hiểu, lo liệu, khôn ngoan. Ai cũng cần phải có ơn Chúa Thánh Thần để kêu cầu danh Đức Giêsu Kitô, như Thánh Phaolô nói với chúng ta trong bài sách thánh thứ hai mà chúng ta vừa nghe. Ngỏ lời với cộng đoàn Corinto, Thánh Phaolô đã nói rằng: Nếu không có Chúa Thánh Thần thì không thể có ai kêu cầu danh Đức Giêsu được. Nếu không có Chúa Thánh Thần thì chúng ta không thể tin vào Thiên Chúa được. Chúa Thánh Thần soi sáng cho chúng ta để chúng ta biết cách cầu nguyện với Chúa Cha. Chúng ta thưa với Chúa Cha: Abba, nghĩa là lạy cha. Tất cả thế giới này, tất cả giáo hội này bao trùm trên toàn thế giới, chỉ có một Thánh Thần duy nhất là ngôi ba Thiên Chúa hoạt động, thúc đẩy, soi sáng, hướng dẫn. Một thần khí duy nhất như Thánh Phaolô khẳng định với chúng ta trong thư gửi giáo dân Corinto. Thánh Phaolô cũng lấy hình ảnh của một thân thể để so sánh ơn Chúa Thánh Thần thì khác nhau đối với mỗi người, nhưng mà đều xuất phát từ một Chúa Thánh Thần. Chúa Thánh Thần soi sáng cho người này làm tiên tri, người kia làm thẩm phán, người này có ơn ngôn ngữ, người này có ơn lo liệu, người này có ơn giảng thuyết, người này có ơn viết sách, người này biết làm việc trong lĩnh vực thủ công, người kia biết làm việc trong lĩnh vực công nghệ. Tất cả chỉ có một Chúa Thánh Thần, và Chúa phân phát các ơn của người để làm thành một sự phong phú trong xã hội và trong giáo hội, cũng như một thân thể có nhiều chi thể khác nhau nhưng mà có làm thành một thân thể duy nhất, và có Chúa Giêsu là đầu thân thể huyền nhiệm của giáo hội ấy. Kính thưa cộng đoàn, hôm nay chúng ta vui mừng vì có 95 em của giáo xứ được lĩnh nhận Chúa Thánh Thần. Chúng con sắp lãnh nhận bí tích thêm sức, chúng con thân mến. Khi cha vừa đặt chân tới đây, thấy chúng con mặc bộ y phục màu trắng rất là tinh khôi. Màu trắng ấy thể hiện sự thánh thiện. Màu trắng ấy sự thể hiện cho sự đơn sơ. Màu trắng ấy
cũng là thể hiện cho ơn của Chúa đến với chúng ta, tâm hồn chúng ta được trong trắng và sạch tội sau khi chúng ta đã xưng tội, rước lễ, tĩnh tâm, cầu nguyện. Chính trong tâm hồn của chúng con hôm nay mà Chúa Thánh Thần ngự đến. Chúa Thánh Thần như một vị thường khách ngự đến trong tâm hồn của chúng con. Nhưng mà Chúa Thánh Thần lại là đấng vô hình, chúng ta không thể nhìn thấy như chúng ta nhìn thấy nhau. Tay chúng ta không thể chạm tới Chúa Thánh Thần. Chúa Thánh Thần là đấng vô hình, nhưng mà người hiện diện với chúng ta, đức tin nói với chúng ta điều ấy, và trái tim chúng ta, tức là tình yêu mến, khẳng định với chúng ta điều ấy. Nếu chúng ta không tin có Chúa Thánh Thần ngự trong tâm hồn thì chúng ta không còn phải là người công giáo đích thực. Chúa Thánh Thần ngự trong tâm hồn chúng ta nhưng mà lại hiện diện vô hình. Chúa hiện diện để làm gì? Để soi sáng, để đỡ nâng, để khuyến khích, để giúp cho chúng ta có sức mạnh và giúp cho chúng ta sống bao dung. Người công giáo khi ý thức được sự hiện diện của Chúa Thánh Thần thì sẽ kêu cầu Chúa Thánh Thần trước khi cầu nguyện, trước khi học hành, trước khi làm việc, trước khi có những quyết định quan trọng trong cuộc sống của mình. Vì thế ngày hôm nay để lại một dấu ấn quan trọng trong đồng sống đức tin của chúng con. Dấu ấn ấy trước hết là dấu ấn của chính Chúa Thánh Thần đóng ấn trong tâm hồn của chúng con qua nghi thức sức dầu trên trán. Nghi thức hôm nay phải để lại một dấu ấn quan trọng để chúng con sau này lớn lên trưởng thành, đi vào mọi hoạt động của xã hội, chúng con nhớ mình đã được chịu phép thiên sự. Và chúng con xin Chúa Thánh Thần ban ơn để làm cho ơn Chúa Thánh Thần khơi lại như ngọn lửa trong tâm hồn của chúng con. Có nhiều người làm cho ngọn lửa ấy dập tắt. Như Thánh Phaolô nói, anh chị em đừng dập tắt thần khí của Thiên Chúa trong tâm hồn anh chị em. Có nhiều người đè bẹp tiếng nói của Chúa Thánh Thần, có nhiều người dập tắt ơn của Chúa Thánh Thần, có nhiều người khước từ lời khuyên của Chúa Thánh Thần, có nhiều người muốn trục xuất Chúa Thánh Thần ra khỏi cuộc đời mình khi mà họ khước từ giáo huấn của Chúa, khi mà họ đóng kín cửa lòng trước giáo huấn và lời mời gọi của giáo hội. Chính vì thế Chúa Thánh Thần soi sáng cho chúng ta trên mọi nẻo đường, kể cả đời sống xã hội và nhất là đời sống đức tin. Vì thế chúng con ngày hôm nay nhận lấy Chúa Thánh Thần, chúng con phải cầu xin với Chúa khi học hành để được trí thông minh. Vì Chúa Thánh Thần là ơn soi sáng, ơn khôn ngoan, ơn lo liệu, ơn hiểu biết. Chúng con phải cầu nguyện với Chúa Thánh Thần để chúng con càng ngày càng thăng tiến trong đời sống đức tin. Vì Chúa Thánh Thần ban cho chúng con ơn kính sợ Chúa và ơn đạo đức. Chúng con đang đứng trước ngã ba đường có biết bao nhiêu thứ chọn lựa khác nhau. Chắc hẳn cha mẹ và chúng con đã chọn cho mình một trường đại học hay một ngành nghề trong tương lai. Nhưng mà dù là trường học nào, dù là ngành nghề nào, dù là địa vị nào, dù là sống ở nơi nào, thì chúng con cũng đừng quên thẩm vấn, hỏi ý kiến của Chúa Thánh Thần. Xin Chúa Thánh Thần soi sáng, để nhờ đó chúng con trở nên người con ngoan trong gia đình và học trò giỏi ở nhà trường, cũng như trở nên người công dân tốt trong xã hội tương lai của chúng ta. Thưa quý ông bà và anh chị em, mỗi người chúng ta đang hiện diện trong nhà thờ này đều là những người đã được sức giàu qua bí tích rửa tội. Và phần lớn trong các bà và anh chị em, hoặc là hầu hết những người trưởng thành đã được sức giàu trong bí tích thêm sức. Sức giàu để thêm sức mạnh, sức giàu để tăng thêm cho chúng ta niềm vui. Giàu tượng trưng cho sự phong nhiêu, niềm hoan lạc, sức mạnh thiêng liêng, lòng bao dung quảng đại, sự thân thiện đối với những người xung quanh. Giàu chính là hình ảnh tượng trưng của ơn Chúa Thánh Thần, vì Chúa Thánh Thần chính là bình an, Chúa Thánh Thần là niềm vui, hạnh phúc, sức mạnh nâng đỡ chúng ta trong hành trình đi theo Đức Giêsu Kitô. Chúng ta hãy ý thức được sự hiện diện của Chúa Thánh Thần để thường xuyên cầu nguyện với Người là ngôi ba Thiên Chúa, là nguồn tình yêu, là đấng canh tân vạn vật và là bạn tâm hồn của mỗi người chúng ta. Amen.